Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thùy Dương. Còn tôi là Vân Trang. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Covid-19 là đại dịch nhưng cũng là cơ hội phát triển cho Việt Nam nếu biết tổ chức kinh doanh tốt, hợp tác tốt. Hiểu được thời cơ này, thời gian qua ngành ngân hàng đã có nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp đón thời cơ phục hồi kinh tế. Riêng Vietinbank đã triển khai có kết quả các giải pháp đồng bộ cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, dần bứt phá sau dịch Covid-19. Từ đầu năm 2020 đến nay, hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Trong bối cảnh chung đó, Vietjet Air cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank, doanh nghiệp đã có thêm cơ hội củng cố thêm nguồn lực tài chính để vượt qua giai đoạn căng thẳng phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian qua thì chịu ảnh hưởng của cái Covid-19 thì Vietinbank cũng đã có những cái hỗ trợ nhanh chóng đối với Vietjet. Thì như là những cái chương trình thực hiện như là cơ cấu nợ vay, rồi tài trợ giảm lãi suất cho các ngân hàng, rồi giải ngân mới đối với những cái khoản giải ngân mới ngay từ quý 2 năm 2020, thì điều này cũng đã hỗ trợ cho cái hãng hàng không Vietjet củng cố thêm nguồn lực tài chính để đi qua cái giai đoạn mà căng thẳng phòng chống dịch bệnh. Với vai trò là đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, thời gian qua, Vietinbank đã triển khai các chương trình tín dụng thiết thực với lãi suất cho vay thấp hơn nhiều so với trước khi có dịch bệnh, giảm mạnh phí dịch vụ. Đến hết tháng 4 năm 2020, Vietinbank đã giải ngân cho hơn 6.000 khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, với doanh số giải ngân mới hơn 130.000 tỷ đồng. Hạ lãi suất cho vay khách hàng giảm từ 2 đến 2,5% lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Năm 2020, Vietinbank dự kiến dành khoảng 3 đến 4.000 tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm phí, đồng hành chia sẻ khó khăn với các khách hàng. Đến nay, đơn vị đã giảm trên 800 tỷ đồng tiền lãi để hỗ trợ cho các khách hàng, thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 1.500 khách hàng với dư nợ 50.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ đến hạn cần cơ cấu lại là hơn 5.000 tỷ đồng. Với cái khối lượng vốn như vậy thì đã có những cái tác động rất là tích cực đối với các doanh nghiệp cũng như là đối với người dân. Để cùng với việc mà tiếp tục cải cách rất mạnh mẽ các cái thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, với hoạt động tín dụng, thì đã tạo ra những cái cơ sở rất tốt để giúp cho nền kinh tế của chúng ta vượt qua được cái giai đoạn khó khăn do dịch bệnh và hiện nay đang phục hồi và có sự phát triển rất tích cực. Bên cạnh đó, Vietinbank cũng đồng thời tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình thủ tục, ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên các kênh điện tử, an toàn, bảo mật, triển khai tích hợp thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho người dân. Tôi thấy với Vietin thì tất cả những cái phản ứng phản xạ rất là nhanh nhạy. Nhiều khi từ doanh nghiệp chúng tôi chưa đề đạt lên thì thấy các cán bộ của Vietin đã chủ động đến làm việc để xem công ty có ảnh hưởng gì về dịch bệnh hay không và đã cùng chúng tôi để phối hợp để giải quyết những cái nhu cầu của chúng tôi. Tôi thấy khi những cái đề đạt hoặc là những cái nhu cầu của doanh nghiệp được gửi lên thì tất cả các cái cán bộ của Vietin cũng như từ chi nhánh đến trung ương thì giải quyết chúng tôi rất là nhanh gọn. Và cũng không mất nhiều thời gian gì. Những cái hỗ trợ của các ngân hàng thương mại thì về bản chất ấy, là những cái sự hỗ trợ chủ động tự thân của chính các ngân hàng thương mại, từ các cái nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng thương mại, từ việc cắt giảm các cái khoản chi phí cũng như là cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Không ngừng cải tiến, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, cung ứng nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi. Các giải pháp trên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietinbank trên con đường đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân đón thời cơ phục hồi của nền kinh tế.